Chị Hà Thị Hồng ở xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu có hai con trai 9 tuổi và 10 tuổi đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu bởi sau khi ăn bánh mì thì có biểu hiện nôn, đau bụng, sốt. Sáng hôm qua là cháu có dậy và xin tiền tôi đi mua bánh mì để ăn sáng. Thì cháu mua hai cái, cháu ăn một cái trước và để cho anh cháu là dậy sau là ăn một cái sau. Thì cháu ăn lúc 6:30 thì đến tầm khoảng 8:30 là cháu có biểu hiện là nôn nhiều lần và đi ngoài ở nhà thì gia đình tôi đưa lên trên bệnh viện để cấp cứu. Thì khi vào viện thì cháu có tình trạng là nôn nhiều, sốt cao 39 độ và rét run lên và bác sĩ phải cho thêm thở thêm cả trợ thở bằng oxy. Ngoài hai trường hợp trên, tại đây chiều và tối qua đã ghi nhận nhiều trường hợp khác cũng có biểu hiện tương tự sau khi ăn bánh mì. Các trường hợp đã được điều trị tích cực và sức khỏe đã tạm thời ổn định. Trong ngày hôm qua ngày 30 tháng 5 năm 2024, Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu có tiếp nhận 10 trường hợp nghi do ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân vào viện trong tình trạng là nôn nhiều lần, đau quặn bụng từng cơn, đại tiện phân lỏng nhiều lần. Các bệnh nhân đã được xử trí truyền dịch, kháng sinh, men tiêu hóa giảm đau. Thì sáng nay tình trạng của các bệnh nhân đều ổn định, tiến triển tốt và cần theo dõi thêm. Qua thăm hỏi bước đầu thì hầu hết các bệnh nhân là đều ăn bánh mì tại cùng một địa điểm tại hàng quán. Các bệnh nhân chủ yếu trong độ tuổi học sinh từ khoảng 6 đến 15 tuổi. Theo tìm hiểu, ngoài 10 trường hợp trên còn có 2 trường hợp bị nhẹ hơn thì đang điều trị tại nhà. Được biết, những người này buổi sáng hôm qua đều mua và sử dụng bánh mì tại một cửa hàng trên địa bàn xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu. Trong buổi sáng hôm qua thì anh bán được tầm khoảng 45 cái. Những bạn mà ăn sản phẩm nếu nó cứ bánh mì thịt nướng thì nó không vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà cứ liên quan đến một tí xúc xích thì là các cháu đều bị đau bụng. Trước sự việc trên, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Hưng Yên đã lấy mẫu thực phẩm và có văn bản yêu cầu tạm thời dừng sử dụng và lưu thông hàng hóa đối với mặt hàng xúc xích Winner Superchip số lô LOT 1327128E. Ngày sản xuất mùng 7 tháng 5 năm 2024, hạn sử dụng ngày 30 tháng 6 năm 2024. Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.